Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu ngữ pháp NE CAIO hoặc OIO. Từ chúng ta đi đến nơi nào đó hoặc là đến nơi nào đó. Thì ở đây chúng ta sẽ phân biệt K và O. Ngữ pháp này chúng ta sẽ được học ở bài số 4, giáo trình Seoul, giáo trình tiếng Hàn Seoul 1A. NE CAIO hoặc là OIO gắn sau danh từ chỉ nơi chốn, chỉ ra hướng của chuyển động. CAIO dùng khi địa điểm đến khác với vị trí đang nói ở hiện tại. OIO dùng khi địa điểm nói chính là đích đến của chuyển động. Cái này chúng ta hiểu cho rõ. CAIO dùng khi địa điểm đến khác với vị trí đang nói ở hiện tại, tức là cái địa điểm đến và cái địa điểm hiện tại là khác nhau và chúng ta di chuyển. While dùng khi địa điểm nói chính là đích đến của chuyển động, tức là chuyển động xong đích đến thì chúng ta dùng là while. Đối với bắt chim, không có bắt chim chúng ta đi về E, và có bắt chim thì chúng ta cũng đi về E. Ví dụ Hakioe, Unhenge. Ví dụ ở đây chúng ta có ví dụ Stevenon, Hakioe Kyo. Steven đi đến trường học, tức là bây giờ Steven chưa đến trường học. Otie Kyo, bạn đi đâu? Kake Kyo, tôi đi đến cửa hàng. Unhenge Kyo, để Unhenge Kyo. Thì ở đây, Unhenge Kyo, bạn đi đến ngân hàng à? Nè, vâng. Unhenge Kyo, tôi đi đến ngân hàng. Tức là hai bạn này đang nói chuyện ở ngoài khu vực ngân hàng. Chinguka Hanguke Waiho là bạn đến Hàn Quốc và bản thân mình là người ở Hàn Quốc. Mình là đích đến. Còn bạn ấy thì đi đến Hàn Quốc. Tức bạn đang ở vị trí khác đến Hàn Quốc. Stephen 오늘 학교에 와요. Hôm nay Stephen có đến trường không? Bản thân người hỏi này đang ở trường học. 아니요, 학교에 안 와요. Không, hôm nay không đến trường. Ai ạ? Stephen. Stephen hôm nay không đi học. 와요 dùng trong trường hợp dù điểm đến không phải là nơi đang nói, nhưng trong phạm vi lãnh thổ của người nói. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy đăng ký kênh để liên tục cập nhật các video mới và chia sẻ cho các thành viên khác để ai cũng giỏi tiếng Hàn nhé. Ngoài ra, các bạn có thể vào trang web duhocvietmy.vn hoặc seoul.edu.vn để tìm thêm một số tin tức bổ ích cho mình và người thân về các chương trình đầy ý nghĩa. Trân trọng và hẹn gặp lại các bạn tại các video sau. Suko hasotsumida. Bye bye.